Nào, bây chúng ta sang ví dụ này. Thầy cho ví dụ nhé. Thầy yêu cầu là chỉ ra các phân số tối giản bằng nhau trong các phân số sau. Được chưa? Thầy yêu cầu này, chỉ ra các phân số tối giản trong các phân số sau. Bây giờ thầy sẽ cụ thể cùng các em chúng ta xét từng phân số một xem nó có là tối giản không. Đầu tiên là phân số 1/3. Đúng chưa? Đầu tiên nhá, đây nào, chúng ta ví dụ nhá. Đầu tiên về 1/3. Thầy hỏi này, 1/3 có phải là phân số tối giản không các em nhỉ? 1 và 3 thì là hai số nguyên tố cùng cùng nhau. Vì 3 và 1 chỉ chia cho 1 và trừ trừ 1 thì 1/3 của thầy là phân số tối giản. Được không em? Nhá, ok rồi. Thì âm 3 và 12 có phải là phân số tối giản không em? Âm 3 phần 12 không phải là phân số tối giản. Vì sao em nhỉ? Âm 3 phần 12 không phải là phân số tối giản. Vì sao các em nhỉ? Vì âm 3 và 12 cùng chia hết cho 3 đúng không em? Công nhận thầy không? Tức là âm 3 và 12 của thầy á là cùng chia cho 3, cho nên nó không phải là phân số tối giản.